Hello, xin chào tất cả các bạn ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Hôm nay Thu đi ra vườn ông bóp xịt nước cho mấy cái cây bắp này, tại vì nó nhiều kiến quá nè, rồi tí Thu sẽ quay lại đi thu hoạch. Hồi nãy ở đây Thu có thấy một trái bí đao nó bị rơi nè, bây giờ mình ra đây thu hoạch dùm ông bóp luôn nha. Này thôi để lượm cho ông bóp gai không âm, nó có mấy cái gì nói ông bóp đi, nó chắc nó nặng quá nó rớt rồi nè mấy bạn. Để sao bí đỏ hôm nay vừa nông bóp kỳ vậy ta. Đây, chanh dây cũng vậy, ông bóp kỳ này ít đi ra vườn lắm mấy bạn, lâu lâu mới đi ra thôi à. Thu hay đi thu tưới nước dùm á. Kỳ này sao đây là thêm bí đỏ nữa nè, có một trái ở trong vườn nữa kìa, tí nó đi vô vườn lấy luôn, khô luôn rồi nó, chắc nó nặng quá nó rớt hả mấy bạn hả. Để lấy cho ông luôn rồi gọi ông ra đi lấy. Cái này nặng quá. Coi nè. Thôi, qua đây coi nè. Nằm bò da ngang bò dọc luôn. Nhờ không biết sao cần đó. Đó, đó, lành lành lành. Dạ, đi qua vườn kia mình thu hoạch mấy cái đồ bên vườn của Thu trước. Rồi mình sẽ qua vườn bắp mình thu hoạch bắp hôm nay nha mấy bạn. Mới vô cửa mà đã có một rổ gọi là bí đao rồi mấy loại bí đỏ rồi. Có nhiều lúc ông bóp cũng không ăn hết trái này đâu, tại ông bóp sống có mình đó mấy bạn. Nhiều lúc mình ha, em vậy cái ông bóp không ăn thì ông bóp cũng để lại cho nhà Thu luôn à. Đây, để tạm nó ở đây, bây giờ mình sẽ đi vô hái đậu nha. Mùa này á, vườn của Thu thì còn ít đồ lắm, tại vì nó giao mùa, Thu đang trồng những cái loại khác á, nên là bây giờ nó còn ít ít à, còn ít đậu đây là nhiều nè. Nãy đứng ở bên vườn ông bóp Thu xịt mấy cái trái bắp á, người ướt luôn. Sao mà ông bóp thì giống như là bố của Thu vậy thôi, ông cũng lớn nhỏ hơn bố Thu vài tuổi á, cũng tội lắm, không có con cái không có gì hết, nên là mình nhận ông giống như là bố nuôi của mình á. Đó. Hồi mấy bữa trước á, thì Thu phụ ông làm cái vườn, kỳ này á, mùa hè cái con của Thu nó ở nhà nó không có đi học á, nên là mình phải có thời gian dành cho tụi nó nhiều hơn nên ít ra vườn chăm được. Khi nào mà có thời gian rảnh á, thì mình mới ra mình phụ ông thôi. Bởi vậy nên là mình nhiều lúc bệnh á, thế là ông không có ra ông chăm được á. Mấy người già đó thì người ta thích relax làm vườn gì, nhưng mà có nhiều lúc thì chăm không nổi á. Khi nào ông nhờ thì mình đi. Mùa hè mà thường thì mình ra mình chăm, nhưng mà cái ngày nào mà kỳ này thì mình giới hạn thôi. Không thấy ông đi thu hoạch nữa nên là hôm nay đi ra bắp nó đổ, mà cứ nghĩ là ông bảo là đi thu hoạch bắp mấy bữa trước rồi mà cũng không có đi thu hoạch, cứ để vậy hoài. Để hôm nay Thu đi thu hoạch cho ông luôn. Giờ Thu phải đi ra Thu thu hoạch cái vườn đậu của Thu trước, rồi ghé qua thu hoạch mấy cái vườn bắp đưa cho ông. Không biết kỳ này ông ăn bắp nếp có được không, chứ ở bên Mỹ này người ta ăn bắp bắp Mỹ không à. Mà Thu thì năm nay Thu nói là để Thu thử trồng bắp Việt Nam cho ông ăn. Rồi sao cái cây bắp ở bên đây trồng nó rất là nhiều kiến nha. Thu thì Thu không có xịt cái thuốc gì cho nó hết á. Mà từ lúc nó còn nhỏ nó bắt đầu ra bông một cái là kiến nó đến, mà Thu không biết làm sao để cho nó hết kiến á. Cứ mỗi lần mà Thu ra Thu tưới cây cho ông á là Thu xịt nước để cho nó đi xuống, mà có lần cũng xịt neem oil. Nó bớt được cỡ khoảng tuần lễ bắt đầu nó lại quay trở lại, nên không biết mình không biết làm sao nữa. Bây giờ muốn vô thu hoạch đó là phải xịt cái nước trước để cho nó đi đi cái mình mới vô thu hoạch, chứ không có mà cái đám kiến đó nó nhào vô người thì khỏi thu hoạch đó chứ. Cũng từ lúc ông bóp đi Hawaii về giờ Thu mới gặp ông có một lần à. Mỹ là Mỹ chứ muốn gặp nhau cũng khó, bệnh đủ việc à mấy bạn ha. Mấy bữa con Thu nó cũng sắp đi học lại rồi, mấy bữa là nó đi học lại thì mình có thời gian á, mình đi ra vườn mình chăm cái vườn hơn. Bây giờ thì có được chút nào thì hay chút đó, mua mấy cái cây về trồng. Mùa này nó vườn nó cũng hết đồ rồi, mà ươm cây Thu cũng gieo hạt nên đang đợi nó mọc, và cũng muốn đi mua thêm mà cứ bệnh chưa có thời gian mua nữa. Bây giờ vườn của Thu thì còn nhiều nhất là mấy cái đậu này thôi,
Mà giờ nói thiệt chứ mấy nhìn nó đeo đeo cũng thấy thích ha. Đậu rồi, đậu tím. Thu có trồng thêm ít cây bên kia nữa rồi. Hoài đã không? Ngay cái đầu mình luôn nè. Một trong những loại đậu ngon đó mà nó màu tím. Người ta bảo là mấy cái màu mà nó tím tím á, ăn nó rất là tốt ha. Các cái chú kia người vườn kìa, chú đi bác sĩ mà bác á là người, cái chú đó là người Mỹ. Chú đi bác sĩ, cái bác sĩ nói là chú cái mắt của chú á, chắc mắt yếu á, bảo là ăn á tốt nhất là ăn màu cam, màu vàng với lại màu tím nè, là những cái đồ mà nên tìm để mua ăn tốt cho cái mắt của chú. Tập thể dục cho cái tay. Nó đeo kiểu này thôi. Hôm bữa đi hái về cái mẹ Thu nói trời ơi, mẹ nhìn con hái mẹ thấy mỏi cái tay luôn. Thế mẹ không mỏi tay hả? Nói mỏi chứ. Nhưng mà con hái cái con mê quá, cái con bớt mỏi à. Vừa ngửa cổ rồi ngửa ngửa tay lên đó, 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 rớt rớt như vậy cho nó đỡ đỡ mỏi tay. Chồng thì thích cho nó leo cao, hồi leo cao cái đứng với quá trời. Làm nông là vậy ha mấy bạn ha, cái hồi thu hoạch đó là nó thu hoạch dồn dập, cái tới hồi hết mùa cái là ngồi chơi không. Bữa vườn của mình nó dồn dập luôn, mùa này thì chỉ có bầu nè, có bí nè, có đậu nè, có cà chua. Cà chua thì cũng còn rải rác thôi, tại vì Thu đang trồng lại đó. Mà mình là chỉ có trồng là để enjoy thôi đó, chứ còn mấy người làm nông thực sự thì sao ta. Cà chua đó, chín dữ lắm luôn rồi đó. Có cái kéo này giật đi ra được, ta bứt cả chùm vậy luôn nè. Bứt nhìn như là chùm da đỏ ha. Bứt về đi cho nó nhanh. Lên tới đây nè. À, bên dọc bên đây bây giờ Thu bắt đầu trồng dưa lại rồi. Xong đám cà chua này là hết cái cà chua bi rồi đó mấy bạn. Dứt cành nó cũng khó. Liên tục luôn ha, cái lúc đó nó ràng cái nó ra liên tục à, lúc nó không ràng cái là không có cho mình thu hoạch luôn. Thu cũng trồng lại mấy cái cây cà chua mới rồi đó, nhưng mà phải để từ từ mới có để cho mình thu hoạch tiếp. Đây. Hôm nay hai vợ chồng Thu á hả, không phải hai vợ chồng, sorry. Nghe lúc kể tôi nói Thu, chiều hôm nay Thu mới rim một nồi thịt kho đó, gọi là khìa một nồi thịt kho. Cái nghĩ trong bụng chứ thôi, đi ra ngoài vườn thu hoạch ít cà chua về nè, ăn với thịt kho. Tại lần trước có cái xà lách mình thu hoạch ở cái vườn kia về á, mà công nhận cái xà lách mà nhà trồng á, mà để khô khô á, nó tươi lâu thịt. Thu chỉ thu hoạch cái lá không mà để hả, mấy cũng hơn tuần rồi mà mở ra nó còn tươi nguyên. Coi mấy bạn coi nè, đây nè. Mấy bạn nào hỏi là cái vườn Thu nó không có sâu, có nè, đấy. Đó, em sâu đó thấy không? Cho em sâu ra đây. Cho nó nằm nó relax một chút đi. Để tí xử nó. Có sâu đó. Thì mấy chị cũng nói là ồ sao vườn Thu ho trồng cà chua mà không có sâu, Thu trim hết lá rồi lấy đâu có sâu. Chứ nếu mà để rậm lạp lá là nó có sâu á. Bữa về tại vì biết sao mà Thu trim hết sạch như vậy không? Hôm Thu về cái nó bị phấn trắng á, phấn hết trơn luôn, Thu không trim không được. Nên là phải trim hết, tại không trim nó lây qua mấy cây khác á, chứ không phải là tự nhiên cái cây cà chua mình nó vầy đâu. Về cái bắt đầu nó bị cây nó tùm quá, cái cây này nó chen vô cây kia, nó trắng hết luôn cây. Không tỉa ra là nguyên cái vườn mình dục hết. Nên là khi mà mấy bạn thấy cái vườn các bạn nó có dấu hiệu phấn trắng á, các bạn có xịt cái gì nó cũng không bao giờ hết đâu, là cắt mấy cái lá phấn trắng nó dục đi thôi à. Cắt càng sớm càng tốt, còn mấy bạn để là cỡ như là nguyên cái vườn các bạn nó sẽ bị lây hết.
chứ bởi mấy cây cà chua Thu bây giờ nhìn nó mới thảm hại vậy, chứ không là đâu có thảm hại đâu. Về cái nó mọc cây này nó ập vô cây kia quấn 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 lại hết. Thấy một rổ cà chua bây giờ tím cam. Mấy trái này Thu không có lấy nó đâu, Thu bỏ hết mấy trái này, Thu lấy mấy trái màu đỏ này thôi, tại vì nó bị khô rồi nè. Mấy trái đỏ đỏ này còn nó còn ngon, còn cái trái màu cam này Thu thấy nó khô rồi. Trái này thì nó còn ngon nè. Đợt sau đi mấy bạn sẽ nhìn thấy cái vườn Thu nó đẹp hơn. Mấy cái lúc mà đi về Việt Nam á thì cái vườn nó hơi tệ nên là mình cũng chăm sóc lại nhưng mà không có cứu được nhiều cây nữa. Bây giờ kể như là còn được nhiều thì được thôi. Thì mình trồng lại lứa sau thì cái vườn mình nó sẽ xanh hơn. Đây còn đây. Đây là hết cái đống cà chua. Ở đây ngay vườn của Thu ngay cổng có cái cây cà chua này đã lắm rồi mấy bạn. À, nhìn nó giống như là cái chuỗi ngọc quá ha. Nhưng mà ăn nó không có ngon. Ăn cái cà chua này nó rất là dai, nó không có ngon nè. Cái cà chua này giống như là người ta chỉ có để lúc Thu mua á. Nó nói là cà chua này của Ý gì, trái bự 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 trên hình mà hỏi ra trái bằng đây nè. Ngon. Hôm nay ngọt dữ ta. Hôm nay rất là ngọt luôn em bạn. Rồi bây giờ chắc đám bắp là thu hoạch được rồi đó. Mình sẽ đi ngược qua thu hoạch bắp ha mấy bạn. Đi qua rồi lại đi lại ha. Bí ở vườn ông bắp nè. Bữa Thu trồng Thu thấy có mấy trái bí cũng bự bự lắm rồi đó. Bí bầu. Để mấy bữa Thu có thời gian Thu ra Thu trim lá với chăm lại cho vườn của ông nha. Rồi bây giờ tới phiên hàng bắp nè. Năm nay cũng là lần đầu tiên Thu trồng nè. Đó, nó bị kiến nè. Mình trồng chắc là organic á. Không biết nó có ngon không, Thu mở thử trái cho các bạn coi nha. Thu chưa có kinh nghiệm trồng bắp nếp. Hồi xưa có trồng lần mà nó ra được 10 hột à, khoảng hơn 10 năm trước. Bây giờ trồng vậy là nó thành công chưa mấy bạn? Nè. Đối với nhà mình hồi xưa thì hồi xưa mình trồng cái bếp bắp nào á nhớ không? Dạ. Đó, bây giờ nó vậy nè. Đây. Đó. Bắp nếp ở bên Mỹ chứ hiếm lắm nha. Khó trồng lắm. Có lúc cái này như người ta trend là người cho hồ Thu trend nữa. Chứ không là nó không có thành công đâu. Được vài cái bắp bự bự rồi. Nó kiến nhiều. Cái đợi ông bắp đi thu hoạch rút rồi. Ông bắp chắc cái này ông thấy cao quá nên không có đi thu hoạch á. Giờ nó đây mà anh muốn ăn bắp nếp á hả, hiếm á. Chỗ Thu không biết là dưới khu Việt Nam có bán không, chứ Thu là không có. Hy vọng là năm nay anh bắp ngon. Ở bên Việt Nam đã hả mấy bạn ha, muốn bắp nếp cái là có bắp nếp à. Ông xã Thu à, đứng à, còn bị mấy con kiến nó đốt nữa kìa. Kiến sao ở đây trồng bắp nó kiến lắm nha. Nên mà giờ Thu trồng một cái lứa bắp ở nhà của Thu đó. Để coi cái nó có bị kiến không. Đây nè. Wow. Bắp này chắc bắp già luôn nữa. Đó. Coi được trái nào được chứ không trồng bắp nó cũng tốn chỗ ha mấy bạn ha. Nó dư trong nó vàng mà ở ngoài nó còn non nè. Tí đứng lột ra. Ông bắp còn cẩn thận lấy cái cây, cái dây cột cái bắp lại mà không có đi thu hoạch. Coi được mấy cái này bự nè mấy bạn, cây này nhìn nó nhỏ mà trái nó bự nè ha. Nãy xịt nước như vậy rồi mà bây giờ kín nó. Ghê. Mấy bạn thấy kín không? Không biết tại sao ở đây ai trồng bắp cũng vậy mà mình trồng organic thì mình đâu có xịt thuốc đâu. Rồi, một cây nó cũng ra được cả 5 trái bắp á, nhưng mà có trái thì bự, có trái thì nhỏ nè. Rồi không, nó ra cũng được 5 bẹ mà có cây.
có cây bự, có cây nhỏ, cao. Cái bác người Mỹ ở kia bác nói này là bắp, bắp này là bắp mọi. Còn nó không có đâu, bắp nếp Việt Nam á, không phải bắp mọi đâu. Mấy người thấy nó cái trái nó màu đỏ đỏ đó, mấy người nói là bắp mọi. Ôi trời ơi, kín. Kín quá mấy bạn ơi. Được cái này bự này. Tí thu rửa sạch sẽ coi nó như thế nào ha. Được mấy cái này bự này. Trái này là đạt tiêu chuẩn rồi. Ui dồi ôi, mấy con kiến này nó chui cả vào áo mình rồi. Vườn nào cũng kiến. Năm nay à, đại họa kiến. Cây gì mà cao trồng nhông. Ui dồi ôi, nghỉ giải lao một chút. Nói cho nó hết mài dẹp đi cho ông. Ngày hôm nay Thu đã đi có đâu thấy thời gian rảnh đâu đi ra vườn. Chiều hôm nay rủ ông xã đi ra vậy chứ. Năm nay lần đầu tiên trồng mà cũng được được đấy. Quá được. Để về. Nhiều lúc á mình ăn bắp của mình thì mình thấy nó ngon. Giờ mấy người nước ngoài á, người ta ăn thì người ta kêu lạt. Chứ mấy mẹ chồng của Thu với mấy bác Thu á thì thích lắm. Thích đồ bắp nếp nè, tại tìm không có ra thì mình thích. Mà cái bắp nếp này nó còn có màu tím nữa. Hồi lúc trước á, bà ngoại của chồng Thu bảo á, có cái bắp gì á mà nó có cái hột màu tím á, ăn rất là ngon. Có thể là cái loại bắp này đó. Lần đầu tiên trong đời á, đi hái bắp á, mấy bạn tin không? Hồi năm mấy năm trước á, Thu có trồng bắp á, mà Thu để cho ông bóp á, đi thu hoạch thôi, Thu không có đi thu hoạch. Năm nay lần đầu tiên Thu trồng bắp mà Thu đi thu hoạch luôn. Hồi trước Thu nghĩ là lúc Thu còn nhỏ đó, Thu rất là thích đi vô một cái vườn bắp để Thu có thể tự tay hái bắp. Nhưng mà chưa bao giờ mà Thu được có cái cảm giác đó. Bây giờ á, lần đầu tiên Thu có cái cảm giác hái bắp á, nó rất là thích luôn á. Cứ cầm bẻ từng cái bắp như vậy xong rồi xoay ra nè, rất là thích. Nhưng mà ghét cái là mấy cái con khỉ này, nó làm cho mình mất tập trung ghê. Được các bạn thấy không, đây là đó. Ôi trời ơi, đã. Cái này mà có chỗ trồng nhiều thích ha mấy bạn ha. Trồng hả? Bên kia chắc chừa lại một cây. Nhiều. Thu cứ tưởng là không thành công vậy mà cũng được một mẹt như vậy là nhiều hả mấy bạn hả? Cái này là bình dị ở Việt Nam nhưng mà là hàng độc quyền ở Mỹ. Qua đây. Cái này là gọi mà ham ăn là mà cực thân rồi. Để ở đây nè. Để đi đỡ đi. Hôm mà rảnh hả? Mai Thu lên hết cái vườn ông bắp, Thu chin mấy cái lá già đi hết coi kìa. Cây khẩu qua bữa Thu về đó, mấy bạn nhớ Thu quay phim vườn ông bắp không? Nó vàng khè luôn, hôm nay nó xanh lên rồi kìa. Thu chỉ có tưới nước chăm nó lại thôi mà hôm nay bắt đầu cái dàn khẩu qua bên kia nó xanh hết lại rồi. Chắc là hôm đó tưới nước không đủ hay sao, cái vườn này nó kỳ lắm. Nó cần phải tưới nước từ từ à. Trái này ngon rồi. Đã tay luôn. Còn trái cây này mà cái cây mà cái thân á còng keo bé xíu vậy mà cũng được trái nè mấy bạn. Tội cái thân tôi ghê. Vậy mà kêu ông vô bo hái thì cũng rất là tội nghiệp ha. Chắc là nó cắn cho te tua mình xịt vậy rồi. Lại có trái bí đỏ nó rớt nữa này mấy bạn này. Kỳ này vườn của ông bóp là đầy bí đỏ luôn. Lấy để ở đây. Ô mấy bạn coi này mấy bạn à, cái ớt này nè, bớt bông hoa nè, bớt bông hoa vừa nông bóp nè. Ở đây có mấy trái ớt này nữa nè, hái luôn. Đây có mấy cái ớt bông hoa nè, cái ớt bông hoa coi nè,
mà nó còn xanh ha. Năm nay lần đầu tiên Thu trồng cho ông luôn á. Lần sau, hẹn lần sau cái vườn này sẽ đẹp hơn rất là nhiều lần. Nó nằm nó kẹt kẹt ở trong đây vậy. Sao mà ông bóp thấy được. Hái cho trái này đi. Cũng được vài trái ớt nè mấy bạn. Rồi bây giờ qua cái hàng bắp bên đây. Đây cái hàng bắp bên đây nè. Hàng này nhìn nó đẹp hơn hàng bên kia luôn á. Cái hàng bắp bên đây thì tôi thấy nó đẹp hơn cái hàng bắp bên kia ha. Nhìn trái chắc hơn nè. Cây được 2 trái thì chắc là nó mập hơn rồi. Cây bên kia 4-5 trái mà. Hôm nay sầm mình ghê đi hái cái đám bắp này. Để tạm nó chỗ cái vòi nước đây nè. May cái này kín đen chứ mà kín lửa là tiêu rồi mấy bạn ha. Trái này được cái trái này mập ú nè. Kín lên đầu. Đi vòng lại bên đây. Vừa nông bóp như cái rừng rồi. Đúng là mình không chăm được thì nó thành cái rừng thiệt đó chứ. Đó. Cô chừa mấy trái này để làm giống. Chừa trái để làm giống đi. Cái này. Chừa cái đám này để làm giống. Cái đám này. Hái mấy cây này. Ui. Ai da. Này là phải tốn hơn một ngày mới dọn xong được cái vườn này đây. Không với tới được để biết sao. Để tôi đẩy nó qua kia, đẩy nó qua đây. Cái đám đậu này dù gì bây giờ cũng xong rồi. Đó. Nó cao quá, bây giờ mình hái mình phải đẩy nó qua. Để rửa xong mà để coi là cái thành quả của mình năm nay trồng sao nha. Các bạn ơi, sau một hồi gọi là ướt nhẹp và lột mấy cái vỏ bắp nếp thì đây là mấy trái bắp nếp mà năm nay Thu đã trồng được bên vườn ông Bóp nè. Hồi xưa Thu trồng một lần thì chỉ có ra một trái có 10 hột thôi. Bây giờ Thu lột cho các bạn coi là cái thành quả của Thu năm nay nó như thế nào nha. Nó có khá hơn không? Đây nè. Đây. Bắp nếp Việt Nam. Mấy bạn thấy có được không? Thử cái trái mà nó lép nhất. Thử coi trái này thì lép quá. Cái này nhỏ nhỏ thử coi trong nó có hột không nha. Là 100% organic luôn á. Mình không à. Các bạn thấy nó có cả con sâu nó này thấy không? Đấy. Không có, mình không có xịt thuốc luôn á. Đó. Đấy. À, về coi anh thử coi là năm nay nè. Cái trái này nó lép lép nè. Coi năm nay cái vị thành công của mình. Ui, nước tè le tới le hết nè. Đó. Mấy trái này nó còn non nè mấy bạn ha. Coi là thành công như thế nào. Mấy bạn thích không mấy bạn? Mình trồng bắp nếp được ở Mỹ á. Cái này là hiếm lắm á. Nên là Thu rất là vui luôn vì cái thành quả của Thu hôm nay. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video thu hoạch của hai vợ chồng Thu. Nếu các bạn thích thì xin vui lòng cho hai vợ chồng Thu một like, share cũng như subscribe cho kênh của hai vợ chồng mình. Hẹn các bạn vào những video sau. Bye bye các bạn.